Sao cứ trêu chọc những con sâu thối này vậy, ngoan ngoãn ở yên đó không được à? Học viên của mình đã tới hai ngày rồi, còn chưa gặp được bọn họ. Các người tự mình chơi đi, tôi lười tiếp mấy người. Bây giờ mới muốn đi, không cảm thấy muộn rồi sao? Tính toán thời gian, vị tiền bối đó chắc tới rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Giáo quan cố. Ngay cả lưu đột cũng phải gọi giáo quan lẽ nào là thành viên của viêm hoàng trong truyền thuyết ư không cần gọi tôi là giáo quan cố tôi đã không phải giáo quan của cậu nữa sau này gọi tôi là cố đại ca là được vâng thành viên của viêm hoàng cố mạnh cố đại ca lần này làm phiền anh tới một chuyến bởi vì ở đây có một võ tướng gây sự cậu ta không những đánh bị thương học viên của chúng ta còn nói rằng tiền bối trường hùng cũng không có tư cách kêu cậu ta xin lỗi võ tướng ư một võ tướng lại dám khiêu khích một vị tông sư. Nhìn kiểu này lại là một tên oát con không biết trời cao đất dày, thuận tay đuổi đi vậy. Giáo quan mới sắp tới rồi, trong lúc này mình vẫn bớt gây sự thì hơn. Chính là tên này, cố đại ca, anh phải giúp bọn em chút cục tức này. Đây, đây không phải là. Giáo quan sở, cậu tới từ khi nào vậy, sao không thông báo cho chúng tôi tới đón? Giáo, giáo quan, giáo quan của Viêm Hoàng ư? Anh ta là giáo quan của Viêm. Anh là ai? Tôi là Cố Mạnh, đội trưởng của Viêm Hoàng, tôi từng thấy ảnh của giáo quan mới, vậy nên nhận ra cậu. Mấy tháng trước, bên trên để cậu huấn luyện đám nhóc đó, từ tháng này trở đi, chắc tới lượt Viêm Hoàng của chúng tôi rồi. Lần trước đám nhóc được người trước mắt huấn luyện, người kém nhất cũng đã là võ sư đỉnh phong, người có thiên phú tốt cũng là đại võ sư trung cấp rồi. Loại người này, ở phương diện giảng dạy, sợ rằng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đây chính là cơ hội tốt để thực lực tổng thể của viêm hoàng chúng ta tăng lên. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng rồi, đội trưởng cố, giang sói này có phải là người có nhân phẩm không tốt thì không nhận hay không? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.